TV 256 xin mến chào chị Yến Trương. Dạ thưa chị về với Mỹ, về lại Mỹ thì cuộc sống chị như thế nào rồi chị Yến Trương? Về Về bên bên Mỹ Mỹ thì thì cảm cảm thấy thấy đầu đầu óc óc nó nó thoải thoải mái, mái. nó Nó không không còn còn lo lo lắng lắng như như ở ở Việt Việt Nam Nam nữa, nữa. nhưng mà mà còn còn phải phải lo lo cho cho những những đứa đứa con, con, như những những đứa đứa cháu, cháu, không không nhà nhà không không cửa cửa thì thì bắt bắt buộc buộc phải phải lo. lo. Thì Thì lại lại đây đây vài vài bữa bữa sau sau bắt đầu đầu lo lo ở ở Việt Việt Nam Nam lại lại à, à, tại tại vì vì cái cái hoàn hoàn cảnh cảnh của của bệnh bệnh là là rất rất là là khó khó khăn, khăn, mấy mấy đứa đứa nhỏ nhỏ phải phải làm làm đầu đầu tắt tắt mặt mặt tối, tối, phải phải trả trả tiền tiền thuê, thuê, tiền tiền nhà, nhà, rồi rồi lo lo cho cho con con cháu cháu ăn ăn học học ăn ăn uống. uống. Lúc Lúc tôi tôi có có ở ở bệnh bệnh á, á, thì thì còn còn khó khó khăn. khăn. Lúc tôi Lúc tôi về về đến đến nay nay á, á, thì thì tụi tụi nó nó còn còn khó khó khăn khăn hơn hơn nữa. nữa. Rồi chị về bên đây thưa chị có đi chơi gì ở đâu không? Thấy hình hình chị trực tiếp đó mà. Dạ, Chị tôi có có thể lên kể về cho. trực tiếp thôi. Còn Còn ngoài ngoài ra ra thì thì cũng cũng đang đang chăm chăm chú chú về về Việt Việt Nam. Nam. Thấy Việt Việt Nam Nam mình mình đang đang khổ khổ đủ đủ chuyện chuyện hết. hết. Cho nên là Nó nó không đầu đầu óc óc không không có được được thoải thoải mái mái gì gì mấy. mấy. Chừng Chừng nào nào mà mà con con cháu cháu của của mình mình nó ổn ổn định định rồi rồi là là mình mình mới mới thoải thoải mái. mái. TV muốn À, hỏi chị đó là chừng nào chị muốn trở về lại Việt Nam thưa chị? tôi Tôi cũng cũng đang đang tin tin tưởng tưởng ở ở trung trung ương ương giải giải quyết quyết một một cách cách công công khai khai minh minh bạch bạch rõ rõ ràng ràng cho cho người người dân dân chúng chúng tôi. tôi. Nếu Nếu mà mà ở ở trung trung ương ương giải giải quyết quyết nó nó rõ rõ ràng ràng minh minh bạch bạch thì thì tôi tôi phải phải ở ở bên bên này này rồi, rồi tôi tôi không không thể thể về về bển bển nữa, nữa. tại Tại vì vì đứa đứa con con gái gái từ từ bên bên này này nó nó không không cho cho tôi tôi về về bển bển nữa. nữa. Tôi Tôi cũng cũng tự tự giới giới thiệu thiệu với với bà bà con, con, với với các các lãnh lãnh đạo đạo ở ở trung trung ương ương và và thành thành phố. phố. Tôi Tôi là là Trương Trương Thị Thị Yến. Yến. Chắc Chắc có có lẽ lẽ bà là Mỹ mấy Diễm vị cũng cũng đã đã biết biết rành rành về về tôi tôi quá quá nhiều. nhiều. Rồi Rồi năm 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 vừa vừa rồi rồi á á là là tôi tôi 65, 65, năm năm nay nay 66 66 tuổi. tuổi. Tôi Tôi đã đã đang đang hiện hiện tôi tôi đang đang ở ở bên bên Mỹ, Mỹ. mà Mà trong thời thời gian gian tôi tôi về Việt về Việt Nam Nam thì thì cũng cũng rất rất lâu, lâu. cứ Cứ đi 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 về 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 hoài, hoài, cứ cứ về về bên bên này này ở ở chừng chừng tháng tháng hoặc hoặc nửa nửa tháng tháng là là phải phải đi đi về về bển bển để để đổi đổi đời đời tài tài sản. sản. Mà Mà 2004 2004 đội đời Lê Lê Thanh Thanh Hải, Hải, Tất Tất Thành Thành Cang, Cang, Nguyễn Nguyễn Đua, Đua, Nguyễn Nguyễn Cư, Cư, Lê Lê Hoàng Hoàng Quân Quân đồ đồ đó đó đã đã cướp cướp đất đất của của dân dân chúng chúng tôi. tôi. Chị có thể Rất là kể đau đầu dài mà mẹ không nói gì cả. chị thưa chị Yến ơi, chị có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện là tại sao chị dùng chữ mà cướp đất? Chị có thể kể lại cho tất cả quý anh chị em nghe không thưa chị Yến? Hồi Hồi năm năm 1998, 1998 1998 thì1998 có có giấy giấy quyết quyết định định thu thu hồi hồi đất đất của của Phó Phó Thủ Thủ tướng tướng Nguyễn Nguyễn Công Công Tạng, Tạng. là Là hồi hồi đời đời trước trước thu thu hồi hồi đất đất của của dân dân chúng chúng tôi. tôi. Nhưng Nhưng mà mà hồi hồi năm năm 98 98 là là mấy mấy ông ông đưa đưa giấy giấy đó, đó, nhưng mà nhưng mà dân 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 chúng chúng tôi tôi không không chịu chịu đi. đi. Đó. Mà Mà tới tới 2004 2004 dân dân chúng chúng tôi tôi mới mới bị bị cưỡng cưỡng chế. chế. Nó nói Nó là nói là cướp cướp đất đất luôn luôn nhé. nhé. Đất Đất của của dân dân chúng chúng tôi tôi là là đất đất dân dân cư, cư. đất Đất ngoài ngoài ranh ranh quy quy hoạch, hoạch. không Không phải phải là là đất đất trong trong dự dự án. án. Vậy Nhưng mà mà chính chính quyền quyền hồi hồi đời đời trước, trước mấy ông ấy, mấy mấy ông ông có có làm làm chức chức làm làm quyền, quyền rồi rồi mấy mấy ông ông có có mặt mặt đỏ, đỏ, mấy mấy ông ông đưa đưa cái cái mặt mặt đỏ đỏ ra ra là là dân dân không không đi đi thì thì bị bị cưỡng cưỡng chế, chế bị bị đàn đàn áp, áp, bị bị đập đập phá phá nhà nhà cửa của của dân dân chúng chúng tôi tôi tan tan hoang. hoang. Rồi chúng Chúng tôi tôi là là đi đi đó là là khi khi đã đã hất hất chúng chúng tôi tôi ra ra đường đường rồi, rồi tạm tạm tính tính cho cho dân dân chúng chúng tôi tôi là là 2 triệu2 ba triệu ba tám tám chục chục tiền tiền lúc lúc đó đó là là mua mua được được một một tô tô phở, phở,
một mét vuông mua được một tô phở. Nhà của tôi thì 408 mét, coi như 408 tô phở. Cái nhà mình là lúc đó là gia đình của tôi á, ở đó sống á, bốn đứa con đang đi học. Gia đình sống là rất là ổn định. Tôi có một cái nhà, một cái chuồng gà. Chuồng gà đẻ một nhà 50 trứng gà. Và nuôi cả gà thịt nữa. Vừa bán hủ tiếu, vừa bán cà phê, vừa bán nước mía. Gia đình sống rất là sung sướng. Mà khi khách dân tôi ra đường rồi, là bà chủ tịch phường đã nói bà con cứ đi trước đi, được ưu tiên. Còn không đi thì bị cưỡng chế, bị ủi. Bây giờ dân bà con tôi thì chính quyền kêu là phải đi, là 7 năm sau tôi mới đi. Khi nào phương án được duyệt thì sẽ bố trí lại tái cư tiêu cho bà con. Thì trong khi đó dân bà con dân tôi hai hộ là phải nói là già cả heo đơn, pháp lực không hiểu biết, ngu dốt. Ở đó không hiểu biết về pháp lực, không cứ ở chính quyền bắt buộc là phải đi. Nhưng mà chờ phương án được duyệt là 2004 là dân tôi đi. Mà 2004 sau có phương án 34 rồi. Mà phương quận thành phố vẫn giấu nhẹm. Đất của dân chúng tôi là đất dân cư, lấy đất giao cho công ty tư nhân phân lô bán nền là đất nhóm. Ở đó dân tôi không biết cái lực pháp như thế nào, cái tâm lý như thế nào, cứ chính quyền kêu làm sao thì phải nghe như vậy thôi. Thì tôi đã 6 tháng sau, 2 tháng sau là có giấy phương án, có phương án lần 34 rồi mà chính quyền giấu nhẹm, không có đưa cho dân, mà không công bố dân. 6 tháng sau có 17 hộ dân đi tiếp. Là giá 14 triệu và nền tái định cư. Nhưng mà dân tôi thấy người ta có nền tái định cư, dân cứ vệ sinh thì chính quyền ở đó là không cho. Chào phương án đi, mình có biết phương án là gì đâu. Chào một cái ông luật sư ở Hà Nội vô, thì nhờ ổng giải trình cho ổng từ đầu tới cuối cho nghe, thì ổng làm cái đơn đi xuống phường kêu đưa cái phương án ra. Rồi cái ở phường hỏi chứ cái ông luật sư Trần Vũ Hải này là cái gì của cô. Thì dân chúng tôi nói đại là luật sư của tôi. Thì bắt đầu mới vô trong phường, nó thấy phương án 34 là nó đưa. Là đó là 2016 rồi. Là lúc đó nó tái định cư là 2013 chứ. Mới biết được phương án đó là mình biết mình mới biết mà có này tái định cư lâu rồi, mà bị chính quyền gạt, chính quyền không đưa. Cứ đưa đi thưa đó là này tái định cư. Lumen rồi hoài rồi quỷ không được. Đi từ trung ương đến địa phương cứ một năm đi ra ở ngoài trung ương 3 lần, một lần đi 2-3 tháng, cứ ở miết ở ngoài, ở đói rét khó khăn đủ thứ. Tôi đi cùng với bên dân quan Thủ Thiêm, trường Thịnh với Thủ Thiêm, đi như là bóng bóng vậy. Vậy thì chị Yến ơi, chị có cắt nghĩa cho TV256 là cái lúc mà cái ông nào đã giấu nhẹm cái chương trình mà tái định cư đó, ông nào với thời ông nào chị nhớ không? Nhớ chứ. Rồi thời đó là thời Lê Hoàng Quân. Lê Hoàng Quân chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Thời đó là thời Tất Thành Cang chủ tịch quận 2. Mà lý do đó là thời
lên thượng hải, dạ, bí thư thành quỷ, dạ, và ông Nguyễn Văn Lua, dạ, phó chủ tịch thành phố. Thành ra nhờ luật sư Trần Vũ Hải, thành ra mấy ổng mới mới trưng ra cái văn kiện mà gọi là tái định cư mà mấy ổng giấu nhẹm biết bao nhiêu năm. Dạ. Dạ. Hồi 2004 tới 2000 mấy mới có. 2013 là 9 năm đó, coi như giấu nhẹm 9 năm cái chương trình tái định cư cho đồng bào ở Trường Thịnh. Dạ. 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 Rồi. Miết tới bây giờ hồi 2017 thì ở trung ương đi ra mà nhiều lần trung ương mới kêu thành phố thanh tra toàn diện. Khi mà đã có thanh tra toàn diện rồi, chủ tịch mới này là Nguyễn Thành Phong, không công bố cái cuộc thanh tra toàn diện cho bà con dân tôi biết. Yeah. Mà lại báo cáo là phó thủ tướng Trương Hòa Bình, yeah, báo cáo là báo cáo láo, không giải quyết cho dân, không tiếp đối thoại với dân, không tiếp cho dân. Báo cáo chuyện gì? Lúc đó là chánh thanh tra quyền và chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong đã làm sai, làm trái. Báo cáo là phó thủ tướng Trương Hòa Bình báo cáo láo. Sau này Trương Hòa Bình mới kêu là thanh tra chính phủ phải về là thẩm định coi cái đất công ty Trường Thịnh đó là còn được bao nhiêu mét, còn đất trống hay không. Thì thanh tra chính phủ đã kiểm tra lại là công ty Thịnh Thịnh là giao cho công ty Thịnh Thịnh là 3 máy, yeah, mà bây giờ còn 7 ngàn máy đất giống bỏ mặt qua. Mà tôi không biết trong thời gian tôi đi thưa 15 năm vừa rồi đó, yeah, là tại sao ông chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong và chánh thanh tra quyền dán ký giấy để cho công ty Trần Thịnh bán cho một đối tác khác. Yeah. Nếu một cái nhà đang tranh chấp thì không được quyền người ta đang thưa gửi thì không được quyền bán. Thì Nguyễn Thành Phong chủ tịch đương thời hiện tại bây giờ báo cáo thanh tra toàn diện, không công bố cho dân, lại báo cáo sai phó thủ tướng Trương Hòa Bình. Rồi thêm một cái 7723 của phó chủ nhiệm của trung ương, yeah, Nguyễn Duy Hưng đưa vô cho Nguyễn Thành Phong ngày 15 tây tháng 8 vừa rồi là 2018 phải giải quyết cho dân Trường Thịnh như thế nào, và báo cáo ra phó thủ tướng Trương Hòa Bình ngày 1 tháng 10 2018. Vậy mà chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong không mời dân, yeah, không nói khỏi với dân, không cho biết dân kết quả như thế nào, mà giữa bên Thủ Thiêm thì mời 4 lần, nhưng mà mỗi một lần mời Thủ Thiêm vô họp hành hay là giải thích hay là đối thoại này chi với dân bên Thủ Thiêm á, thì tôi có đứng ở ngoài trước cửa, tôi có la làng, tôi có quậy, tôi có tha, nhưng mà chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong vẫn điềm nhiên, không có chuyện gì xảy ra. Mà từ ngày có 7723 tôi đã qua ở văn phòng 86, văn phòng của chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong. Tôi đã kêu gào, tôi đã La hét, tôi đã làm đủ mọi cách, nhưng mà Nguyễn Thành Phong vẫn chơi. Yeah. Bây giờ cái miếng đất á, công ty Trường Thịnh, đất trống, cỏ mọc hoang, tôi đã quay nhiều lần, nhiều clip rồi. Yeah. Tôi đã kêu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình
nhìn rõ những cái clip của bà Dương Thị Yến quay tại sao đất của từng trọng trống bỏ một quan, tại sao không trả đất cho dân thực đất nhà, tại vì đất của dân tôi là đất dân cư mà đòi lên Thanh Hải lua tất thành can đã lấy lầm lấy sai thì bây giờ phải trả lại cho dân mới là hợp pháp. Chứ những gì trước đã làm sai rồi, mà những gì đương thời không có trách nhiệm để khắc phục hậu quả, mà lại bao che sự thật giấu giếm cho cái tội tham nhũng đó. Rồi những cái người đương thời sẽ lấy đó làm gương. Tại sao những người tham nhũng hút máu nhân dân, đàn áp nhân dân mà lại được tồn tại? Nay kỷ lực, mai kỷ lực. Dân chúng tôi có thấy kỷ lực bao giờ đâu? Dân chúng tôi chỉ nghe nói, lên đài thì nói sao bất tiện, nhưng mà việc làm các gì không có thật thật một cái gì hết. Dạ, mình không biết kỷ luật là cái gì nữa. Cái tiếng nói kỷ luật thôi, nhưng mà thực tế dân không thấy. Nếu một vị lãnh đạo từ chủ tịch phường, chủ tịch quận, chủ tịch thành phố là trung ương, vị nào mà lên làm việc phải tuyên thệ, đưa tay lên tuyên thệ chung đảng, hiếu với dân. Nhưng mà những người dân quan như chúng tôi đã đặt niềm tin nơi các lãnh đạo. Nhưng mà các lãnh đạo trước làm sai thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông lại vua một nước, thì ông phải răng minh, nghiêm minh, rõ ràng để lấy lợi niềm tin của dân. Còn lần này ông cứ nai kỷ lực, mai kỷ lực. Dân chúng tôi có thấy Trường Thịnh và Thủ Thiêm có thấy kỷ lực bao giờ đâu? Chưa biết kỷ lực là như thế nào. Chỉ nghe tiếng nói kỷ lực, lên đài thì nói kỷ lực cho ra khỏi đảng. Nếu một vị vua có tội đem ra tử hình, chứ đừng nói mà cán bộ học lực thì rất nhiều, học lực thì rất cao. Nhưng mà lại đàn áp nhân dân, cướp bóc của nhân dân, đó kêu lực gì? Dân cũng không biết cái lực đó là lực gì. Mấy ông học nhiều quá, mấy học học lực nhiều để cướp bóc nhân dân, để đàn áp nhân dân. Người dân của chúng tôi là dân quan vô tội, có nhà, có cửa, có tài sản, có cơ ngơi. Bây giờ phải lầm ra, phải đi ra đường sống khổ sở. Mình thấy cái chuyện nó quá sai trái chị Yến. Tại vì đó, mình nhà cửa mình nó ở ngoài cái vùng mà quy hoạch, ngoài cái vùng quy hoạch mà mấy ổng rồi là cướp rồi là tàn nhẫn như vậy thì mấy ổng phải bị trừng phạt chứ, phải bị luật pháp trừng phạt chứ làm sao mà cướp đất mà đuổi nhà người ta được, nhà người ta ngoài quy hoạch rồi. Sau này á, TV256 lại nghe vấn đề mà mất cái bản đồ quy hoạch nữa. Ví dụ mất bản đồ quy hoạch đó, chị có thể kể chút xíu được không chị? Bản đồ quy hoạch. Dạ. Yeah. Nếu một cơ quan từ trung ương đến địa phương. Dạ. Yeah. Bản đồ quy hoạch. 1/5 ngàn. Dạ. Ai cũng có. Dạ. Yeah. Nhưng mà dấu từ phường đến quận đến thành phố đến trung ương đều dấu nhãn cái bản đồ đó luôn. Dạ. Tại sao dân có? Dân có bản đồ mặt đỏ đàng hoàng, chính quyền nếu cơ quan này giấu mất thì chỗ khác cũng còn. Yeah. Nếu ở thành phố mất thì trung ương còn. Còn bên tài nguyên cũng có, bên thành phố cũng có, bên thành ủy cũng có, ngoài trung ương cũng có. Tại sao mất một loạt hết trơn à? Vô lý, người dân không tin nữa. Thì bây giờ cái bản đồ dân đã đưa ra rồi. Cái ta chứng, vật chứng, răng. Yeah.
đất của dân ngoài ranh. Ranh. Dạ. Thì phải trả lại cho dân. Đúng. Không còn cách nào khác hết đó, mà phải trừng trị những cái cán bộ mà tham nhũng cái đất của dân như vậy nữa. Rồi còn phải bồi thường nữa thưa chị Yến. Phải bồi thường thêm nữa. Bồi thường những cái thiệt hại mà mười mấy hai chục năm nay dân qua đã đi đòi. Dạ, gánh chịu. Phải đối khác, phải lầm than, phải sống đầu đường xó chợ, trời mưa cũng ra đứng. Dạ. 70, 70 mấy tuổi mà phải ra đứng ngoài mưa. Phải dầm mưa, cũng như giờ này cái đám dân qua ở bên Thủ Thiêm đó. Mấy bà già mới vừa ra ngoài, mấy bà Lê Thị Hai An à. Là 75 tuổi rồi, bà Hồng má mã đầu bạc phơ cũng 75 tuổi rồi. Rồi 76 mấy, quá trời người ra ngoài. Mà bây giờ đó là cái chuyện á, trường Thịnh với Thủ Thiêm đã rành rành rồi. Nó sáng như ban ngày rồi. Tại sao không giải quyết? Đất của dân người ta ngoài ranh thì trả lại cho người ta đàng hoàng, bao nhiêu mét trả lại bao nhiêu mét. Còn những người mà đi trước á, bên Thủ Thiêm giá 18 triệu mà bây giờ đất đó 350 triệu một mét thì bao nhiêu thì tự thương lượng để giải quyết cho người ta, để cho dân người ta có một đời sống ổn định. Bản thân gia đình tôi bây giờ, con tôi đang ở nhà thuê nhà mướn khổ sở, nhưng mà tôi về chậm một thời gian, tôi thấy bà con bên Thủ Thiêm với bên Trường Thịnh không chịu nổi, không cầm lệ được nước mắt. Nhưng mà cái con người tôi cũng như thời gian cũng có hạn, cũng như là tôi chỉ về bệnh chỉ có 6 tháng thôi. Sáu tháng tôi phải về bên nay tôi trình diện. Chứ tôi đâu có được ở bệnh chỉ diện ở bệnh được đâu. Thành ra thời gian tôi giúp được bà con bao nhiêu tôi giúp, chẳng những giúp bà con mà còn lo cả gia đình chúng tôi. Thưa chị Yến, vừa rồi đó TV256 thấy rằng có cái sự mà gọi là cướp đất, cũng là vụ cướp đất, TV nghĩ là cướp đất ở ở Lộc Hưng đó, không biết chị Yến có nghe cái vụ đó không thưa chị Yến? Chị có cảm nghĩ như thế nào? Rồi chị có thể cho chị, mọi người biết. Theo tôi thấy nếu mình là một chính quyền, một là lãnh đạo tốt. Tết nhất tới nơi rồi. Đúng rồi. Muốn thu hồi đất của người đó thì phải thương lượng với người ta. Phải nói trước nữa. Phải nói trước nữa thưa chị Yến. Nhưng mà phải báo trước cho người ta ít nhất 5-6 tháng. 5-6 tháng trước. Bây giờ tôi sẽ trả cho bà con cái giá đó là bao nhiêu. Bà con có đồng ý hay không? Chừng nào dân đồng ý mới được quyền. Nhưng mà để từ người ta dọn đi. Còn lần này kêu bằng cướp trắng trợn, không có một miếng lộn nào hết. Hai trăm cái đồ vô đập phá gia đình người ta. Nhưng mà Tết nó tới nơi rồi, sao không cho người dân người ta ăn Tết? 200 gia đình người già neo đơn, những người khó khăn, những chú thương thuê bới binh lớn tuổi rồi, người ta tận nguyện, người ta tận nguyện, người ta đã ở trong cái đó một cái an phận của người ta rồi, đi phải thảo luận với người dân. Nhưng mà ít nhất là cũng phải 5-6 tháng coi cái giá cả đồng ý theo cái giá cả thị trường, người ta có đồng ý hay không. Còn cái này mượn danh mượn nghĩa là chính quyền, là lãnh đạo, là công an hình sự gì tôi không biết, nhưng mà tôi đã thấy, tôi đã chứng kiến rồi, cái cuộc đó là kêu bằng cuộc cướp bóc của dân làm. Đi ra đập phá nhà người ta mà không có một cái miếng giấy lộn nào để thu hồi đất. Bây giờ cứ theo cái luật pháp chế độ Việt Nam bây giờ, nếu muốn lại chưng dụng một cái mảnh đất đó thì phải có sự đồng ý của người dân, cái giá thương lượng rõ ràng, chứ không phải là muốn là làm. Làm theo ý mình, người ta gọi là cướp.
Bây giờ tôi xin nói những câu cướp hồi xưa đó là băng nhóm lăng nhăng, cướp nay có đảng có đòn hẳn hoi, có con dấu đóng đỏ tươi, có còng có súng dùi cui và nhà tù. Hay đó là cái anh cao dân hà gì đó, anh cao hà chật chật bắt an ninh bắt mà trong cái túi lông ở trong đầu của anh dẫn đi. Đi anh vừa bước ra nhà mà chú vừa bước ra nhà mà chú bị cái kiểu đó là tưởng đâu là bắt cóc hay là khủng bố hay là cái gì, mà khi mà đại chú đã đến đồn công an rồi thì chú mới biết là chú bị cướp đất đất đã cướp đất đất của người ta, mà còn cái kiểu mà đàn áp người ta lấy cái bao mà chùm đầu đưa lại chỗ cơ quan công an đồ 24 tiếng trả về, đó là sai, chính quyền sai 100%. Cái bao ni lông mà trùm vô mặt rồi làm sao mà thở nổi ta, khó thở thì, lắm rồi. Thì nghe chú kể vậy đó khó chịu lắm á. Rồi thì máy ông Võ Hồng Sơn Thương Thế Bình kêu đi đi đập phá nhà ta, đi cho một người 2 triệu, 2 triệu để làm gì? 2 triệu đó chưa mua được cái một cái quyệt mà để chôn. 2 triệu đó để mua một tô phở rồi mua thuốc độc bỏ vô uống vô đó ăn rồi chết luôn chứ sao mà làm gì nữa, phải không? Chú thấy chú nghĩ như vậy chứ làm gì? Già cả rồi cho người ta một cuộc sống ổn định, với lại là muốn cho người ta đi phải đợi đợi người ta như thế nào. Tôi thấy kinh hoàng quá chị Yến, tại vì nó 200 gia đình lận, 200 gia đình mà bây giờ tàn phá nó thành nó cái vùng bình địa đó, vườn rau Lộc Hưng nó kinh hoàng lắm. Cái cổ Lộc Hưng là cái cổ khủng bố. Dạ, khủng bố kinh hoàng luôn. Mình thấy hoàn cảnh mà nó đổ nát mà giống như là bom hoặc là động đất gì đó, nó quá kinh hoàng. Mà trước ngày Tết nữa, mình không biết là sao người cộng sản họ tàn ác như vậy. Thì cũng phải cho người ta ăn Tết tại nhà. Dạ. Nhưng mà bắt buộc người ta phải tuân lệnh rõ ràng, chứ không phải mà muốn làm gì thì làm. Với màn trời chiếu đất mà 200 gia đình như vậy, mình nghĩ thấy cái cảnh nó đau thương, nó tan thương như thế nào. Mình không hiểu nổi cái sự tàn ác của. Rồi bây giờ chị muốn nói thêm những điều gì không thưa chị? Muốn chứ. Rồi, đó là nói về bên Lộc Sơn. Rồi Lộc Hưng bên Trường Thịnh, chúng tôi chưa nói hết còn nhiều lắm. Dạ, chị tiếp tục nói Trường Thịnh đi. Yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, yeah. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, yeah. Phải chỉ đạo về thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, yeah. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong, tại sao có văn bản 7723 của văn phòng chính phủ mà Nguyễn Thành Phong không thi hành? Nếu là một cái vị chủ tịch đương thời phải có trách nhiệm làm đúng theo pháp luật, chứ nếu mà ổng không cái 7723 ở trung ương đưa về á, văn phòng ủy hội đưa về mà không có thi hành thì ổng ngồi đó để làm gì?
ổng ngồi làm chủ tịch để làm gì? Để xây nước, nước hay sao? Dạ. Mà dân chúng tôi đang cần một cái vị chủ tịch thanh liêm trong sạch, biết lo cho dân, biết sửa những cái sai cái trái của đời trước, chứ không phải là ngồi đó lên đài thì nói thao thao bất tuyệt, khi họp thì cũng vẫn nói thao thao bất tuyệt, nhưng mà việc làm thì chúng tôi không có thấy cái gì hết. Chẳng hạn như ba Nguyễn Thị Tâm đó, hai nhiệm kỳ chỉ hại dân thôi, chứ không làm lợi cho dân. Bởi dân kêu bắt ngồi xuống là vừa. Thì ông Nguyễn Thành bây giờ cũng vậy, cứ dài bữa mời bên Thủ Thiêm họp, cứ dài bữa mời bên Thủ Thiêm họp, họp 4-5 lần rồi, có giải quyết gì được cho dân Thủ Thiêm chưa? Thay bây giờ những bà già neo đơn còn phải đi ra ngoài Hà Nội mà lặn lội phải chịu gió, chịu rét, chịu mưa, lầm than khổ sở hỏi ngoại. Thì dân chúng tôi á, tôi là Trương Thị Yến, cũng lớn tuổi rồi, tôi cũng nhắn gửi cho kính mong ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dân tôi đang cần một cái sự thực tế, chứ dân chúng tôi không cần sự xin lỗi hứa hẹn cứ hứa hoài bao giờ giải quyết cho dân hứa hoài. À, 15 tây tháng 7 hồi 2018 dân chúng tôi đi ra ngoài thì kêu bà con về đi, về thành phố sẽ giải quyết. Rồi tháng 8, tháng 9, tháng 10 hồi 2017 tới bây giờ là giải quyết đó. Là có thấy gì chưa? Bên Thủ Thiêm còn mời 4-5 lần, còn bên Trần Thịnh của dân chúng tôi, mấy cái chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Nguyễn Thành Phong không thấy hành. Bây giờ chị bình tâm chút xíu ha. Em muốn xin hỏi chị một câu. Trước hồi nãy đó em có nghe chị nói rằng là mấy cán bộ cộng sản đó có cái câu mà tuyệt đối rồi là trung thành với đảng. Chị nghe rõ không? Chị nói câu đó. Vậy thì bây giờ chị yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng, ông là tổng bí thư của đảng, mà những cái người cán bộ đó trung thành với đảng, vậy thì em hỏi chị ấy, làm sao giải quyết được cái vấn đề của chị? Tại chị là dân mà. Mà người cán bộ lại trung thành với đảng chứ đâu phải trung thành với dân. Vậy là sao cách giải quyết được? Chị cứ cắt nghĩa dùm cho em cái điểm này, nó thấy nó rất là khó khăn. Rồi những một ông lãnh đạo lên nhậm chức từ phường đến quận đến trung ương, thì tuyên thệ là chung với đảng, hiếu với dân. Mà cái câu đó, những người dân chúng tôi, bao nhiêu tâm tư nguyện vọng gửi vào những cái lãnh đạo đó, để cho lo cho một đời sống dân ổn định. Nhưng mà dân chúng tôi bây giờ không cần các vị lo, chỉ cần các vị trả những cái gì mà các vị đã cướp đất và đập phá nhà cửa của chúng tôi. Tôi chỉ yêu cầu như vậy thôi. Dạ, vậy thì em nghĩ rằng đó, cái câu mà người cán bộ đó mà nói đó, thì phải rằng là trung thành với dân, trung thành với tổ quốc trước đảng, chứ không phải là trung thành với đảng được. Mình thường người ta nói là người ta trung thành với tổ quốc là trên hết, chứ không thể nào mà đảng lại đứng trước tổ quốc được. Tổ quốc trong đó nó có dân trong đó rồi, thì khi mình trung thành với tổ quốc là trung thành với dân, với đất nước, thì nó mới là điều đúng. Chứ nếu mà mình trung thành với đảng là sai.
theo cái chế độ ở Việt Nam bây giờ là chỉ có tuyên thệ như vậy thôi. Tôi nói là những cái lời tuyên thệ của mấy ổng thì những bác Hồ đã dạy rồi á, một cái kim, một sợi chỉ của dân cũng không được quyền lấy. Nhưng mà đất của dân cướp hàng nghìn mẫu chứ lấy kim sợi chỉ làm gì? Tỏ qua tỏ lợi cho nó đau tay. Lấy cả hàng nghìn mẫu đất của dân. Nhưng mà chẳng hạn như là Lê Thanh Hải nè, Tất Thành Cang, Nguyễn Đua, Nguyễn Tư hay là Nguyễn Hữu Tính là Lê Hoàng Quân rồi các gì đó, có tiền bây giờ chụp mạng được hay không? Không biết á, những lãnh đạo ở trung ương đối xử với các vị đến như thế nào. Nhưng mà những người dân đã lên án tử cho các vị đó rồi. Tại vì các vị đó đã cướp đất của dân mà bao nhiêu ngàn người dân bên Thủ Thiêm và Trường Thạnh ra đường phải lầm than, phải khổ sở. Dạ, thưa chị Yến, như thế này, theo em nhận xét thấy chúng ta nó bình đẳng với nhau, con người nó hơn nhau tí đỉnh thôi, nó không phải là hễ mà đụng tới một cái nhân vật mà chị mới vừa gọi là Bác Hồ đó TV 256 có cảm tưởng giống như rằng là ông Hồ Chí Minh là một cái người mà thần thánh vậy đó. Là nói thiệt á, TV không có đồng ý điều đó. Ông chỉ là một con người rất là bình thường thôi thưa chị. Ông là con người cũng rất bình thường giống như chúng ta thôi. Chứ nhưng mà tuổi trẻ hồi nhỏ đó bị tuyên truyền đầu độc về cái nhân vật Hồ Chí Minh này, thành ra coi ông như là một ông thần, ông thánh. Để nói là cái đưa cái câu đó lên làm cái đầu môi rồi, khi mà đứa bé đó đã được dạy dỗ như thế rồi, tôn trọng tôn kính ông Hồ Chí Minh, tôi thấy đó là một điều sai trái. Chứ ông cũng bình thường giống như chúng ta thôi, đúng không? Ông cũng là con người thì đó, mình làm sao mình tránh được những điều đó. Tại vì hôm nay đó, ngày hôm nay người ta đã phát hiện ra đó. Ông biết chị, có thể là chị Yến thiếu về cái nhiều nguồn thông tin đó, cho rằng ông Hồ Chí Minh là một gián điệp đó thưa chị. Một gián điệp của Trung Quốc đó, Trung Cộng đó, hiểu không? Thành ra ông gọi là cướp chính quyền đó, cướp chính quyền rồi đưa cái lá cờ Phúc Kiến để mà cho cả nước dùng sử dụng, coi như lá cờ Tổ quốc đó. Đó là điều sai trái mà hiện tại rất nhiều người lên tiếng và nhiều người đã hiểu biết được cái sự thật đó. Thành ra nói thiệt, em chỉ không đồng ý chút xíu về những điểm đó. Mong chị thông cảm. Bây giờ như là tôi có đôi lời nhắn gửi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình phải làm sao giải quyết dứt điểm về vụ việc Dân Quan Thần Thịnh đi. Đất của dân chúng tôi là đất ngoài ranh, đất dân cư mà chính quyền lãnh đạo đời trước lấy sai lấy lầm, thì các vị đương thời có trách nhiệm phải trả cho dân chúng tôi để bà con chúng tôi có một đời sống ổn định. Chứ bây giờ hả? Ở trung ương chỉ đạo về thành phố không đi hành, rồi để cho Nguyễn Thành Phong hả? Nó làm mưa, làm gió, nó làm gì. Nó tồn tại ở thành phố là sao? Nếu một vị chủ tịch mà không làm gì được cho dân, thì nó cho nghỉ đi, để cho những người khác có tâm, có đức, có tài để những gì mà đời trước làm sai đời sau này sửa. Còn hả, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ông cứ nói dài nữa em đem vô lò, nhưng mà Tất Thành Cang hay là Lê Thanh Hải, Nguyễn Đua, Nguyễn Tư hay là Lê Hoàng Quân gì đó,
cứ tồn tại mãi mãi. Rồi những cái đương thời các vị đương thời ở đang đây đây ở thành phố này. Mấy ổng ăn hối lộ mất máu nhân dân mà mấy ổng còn tồn tại. Dạ. Thì mình cũng siêu sửa mãi đi. Mắc nói gì mình phải làm. Cái đó là không được rồi. Dạ. Chị là phải nghiêm. Dạ. Làm là phải dứt điểm. Dạ. Chứ tiểu mà ông mới thương Nguyễn Trọng Trọng. Ông là vua rồi. Ông làm đúng. Dân chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Còn ông cứ thò thởn như vậy, cứ để cho mấy cái dân đó, mấy cái tên tham nhũng tồn tại. Dân tôi không tin tưởng nơi ông nữa. Dạ. Dạ ông phải làm sao? Phải làm như thế nào để lấy lại niềm tin của nhân dân chúng tôi đây? Nước Việt Nam mình có một cái tài sản vô giá. Dạ. Mà ông mới thương Nguyễn Trọng Trọng không biết tận dụng dụng. Đó là lòng dạ. Không biết hưởng. Một cái tài sản vô giá. Mà nước Việt Nam mình đâu phải là nghèo. Dạ. Yeah. Giàu lắm. Nhưng mà phải để cho mấy thằng tham nhũng nó lấy làm của riêng tư nó. Nó đem tiền gửi ra nước ngoài cho con nó du học mà cướp bóc của người dân. Yeah. Lòng thang khổ như vậy. Ông mới thương Trọng Trọng. Ông phải xử nghiêm những cái tội tham nhũng, những cái tội tội đồ mà nó đã hút máu nhân dân. Dạ. Và những cái vị đương thời lấy đó để làm gương. Dạ. Nãy giờ đó chị Yến, mình đã nói chuyện tất cả là 42 phút rồi. Yeah. TV mong rằng mình cũng không nên dài quá, thành ra chị có thể nói vài câu nữa đi. Rồi, vậy chị cứ từ tự nhiên cho trong vòng ngắn ngắn cho ông tổng thương Nguyễn Trọng Trọng đấu tranh trong phòng tham nhũng. Xây dựng. Và ông đã từng nói tự soi và tự sửa lợi ích của quốc gia dân tộc. Phải kỷ lực, kỷ cương, phải nghiêm, cho công bằng, dân chủ, dân giàu nước mới mạnh, dân bị cướp nhà cướp đất, thế nào là dân chủ, thế nào là văn minh, thế nào là kiên định, thế nào là đổi mới, thế nào là kế thừa thực tiễn, thế nào là thượng tôn pháp luật, lên đài lãnh đạo nói rất hay, việc dân chúng tôi không thấy. Mấy ông làm thì chúng tôi không thấy. Mà phải làm thực tế. Đi. Để dân chúng tôi còn thấy. Và có một cái niềm tin. Yeah. Trường Thịnh 16 năm rồi. Thủ Thiêm 25 năm. 22 năm. Có giải quyết được gì cho dân chúng tôi chưa? Yeah. Mà dân chúng tôi cần một vị trong sạch và phải đôn đốc kiểm tra cầu thị thẳng thắn chân thành trong sạch tối địa phương đến trung ương 2019 phải tin tưởng ở nơi trung ương. Yeah. thì ông Nguyễn Nhân là ông nói là 2019 là ông sẽ giải quyết hết quận 2. Yeah. Thì dân chúng tôi đang trông mong chờ Nguyễn Thiện Nhân, ông làm đúng hay không? Yeah. Nhưng mà ông Nguyễn Thiện Nhân có làm đúng hay không? Là do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dạ. Rồi bây giờ rồi chị muốn nói thêm 5 phút nữa đi. Chị dân tôi em thấy chị còn ấm ức nhiều lắm. ông mới thương Nguyễn Trọng. Dạ.
Tại sao nước Nam mình có một cái tài sản vô giá mà ông không biết tận dụng, ông không biết sử dụng. Tài sản gì? Cái niềm tin. Cái tài sản vô giá đó là một cái niềm tin của nhân dân. Dạ. Hàng triệu người dân. Dạ. Đang chờ, mong chờ một cái đất nước mình hòa bình. Dạ. Một người dân sống ổn định. Dạ. Tại sao ông không biết tận dụng đó? Ông cũng lớn tuổi rồi. Thời gian ông cũng dài dài năm nữa. Thì nếu mà ông muốn giải quyết sự việc của trường dẫn dẫn thì một tháng thôi là dứt điểm ngay. Dạ. Còn muốn lo cho một cái đất nước mình bình yên ổn định là cho thời gian 5 năm đi. Yeah. Là cũng xong thôi. Dân giàu mới mạnh, cướp đất nhà của dân. Làm sao dân giàu nổi? Dân phải ra đường sống lang thang lứ thứ, làm than khổ sở. Mà yêu cầu quá, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm một cách công khai minh bạch rõ ràng để lấy lợi tình của nhân dân. Yeah. Và cái văn bản của văn phòng chính phủ 7723 phải chỉ đạo khẩn cấp Nguyễn Thành Phong phải giải quyết dứt điểm dân công ty Trường Thịnh. Đất của tôi còn trống cỏ nổ hoang, tại sao không thu hồi đất công ty Trường Thịnh để trả lại cho dân tôi? Mà để tôi phải sống lầm ha. Đất thì bỏ trống cỏ nổ hoang, dân tôi không có nhà, đất tôi không chịu trả. Cái đó là cái luật gì? Dân tôi mới biết, muốn biết. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 3, 210 Võ Thị Sáu và cái 127 Chương Định, những anh em công an hình sự lính của ông Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đàn áp nhân dân giả mang. Tại sao mấy anh những anh cán bộ công an hình sự đó không có đương đầu ra chiến đấu ở xa trường? Ga Hải Điển đó, đối đầu chung cộng đó, đánh tụi nó đi, chém giết tụi nó đi, bắn tụi nó đi. Mà tại sao những người dân quan bị mất đất, mất nhà, đàn áp người ta? Cái lực đó kêu lực gì? Lực rừng hay lực gì? Tôi mong là ông Bí thư Nguyễn Phú Trọng hãy dẹp ngay cái đảng cướp đất của dân là một. Hai nữa là phải nghiêm trị những công an hình sự bảo vệ, công an hình sự bảo vệ người dân cho nó hợp pháp, chứ không phải đảo đạt nhân dân. Mà những cán bộ lãnh đạo muốn lấy đất của dân phải thương lượng với người dân hoàn toàn, chứ không phải lợi cướp đất của dân, đàn áp nhân dân. Cái biết này thì tôi nói á, tôi ở bên này thì không về bận được. Tôi ở bên này tôi cũng đang nóng lòng về gia đình tôi và bà con của tôi và những người dân quan ở Thủ Thiêm đang ở Hà Nội lạnh lẽo hết mức. Và tôi thấy ở bên vườn rau Lộc Hưng, tôi cũng sốt sang lắm. Nhưng mà tôi mong á, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm một cách nghiêm ở thành phố Hồ Chí Minh. Dĩ nào mà không được như vậy, nên cho nó xuống. Đừng ngồi đó để tồn tại làm gì? Để làm khổ nhân dân. Dĩ nào có đức, có tài để an dân trị nước thì cho nó lên để nó gỡ cái gối của các vị đời trước đã làm rối người dân. Phải trả lại duyên của dân là phải trả toàn bộ lại cho dân. Tôi cũng kính mong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi cũng mong là ông nghe clip này và ông an dân trị nước. Dạ. Dạ
trong không thử được, giặt ngoài còn còn rối beng. Yeah. Người dân thì lầm than khốn khổ. Yeah. Là vua phải di hành đến những cái mà dân đã đi qua, dân đã kêu gào. Đó trước cửa số một Ngô Thừa Nhận đó. Yeah. Một bà già 70 tuổi ở đó năm nay này tháng mọi đối khắc làm than khổ sở. Tôi là một người dân bình thường. Tôi là một dân quan. Tôi đã chứng kiến những cảnh cảnh đau thương khó khăn. Tôi là người đau thương mà tôi đã đến đó rồi. Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệm kỳ ông từ ngày ông làm tổng bí thư và ông lên chủ tịch nước được bao lâu rồi? Ông có đến số một Ngô Thừa Nhận để nhìn rõ những cái người dân quan hay không? Yeah. Và ông thấy là cái công ty Trường Thịnh và Thủ Thiêm sáng như ban ngày rồi. Ông có giải quyết được gì cho dân quan của tôi chưa? Thì bây giờ có một cái 7723 của Văn phòng chính phủ gửi về thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu anh phải làm dứt điểm và chỉ đạo Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thành Thanh phải làm dứt điểm bước qua 2019 sớm nhất là tháng 3, tháng 2 chứ đừng để kéo dài nữa. Chúng tôi khổ bởi đó rồi, chịu không nổi nữa rồi. Tôi không về bản đâu. Ông đừng để bắt buộc tôi phải về. Khi không giải quyết cho dân tôi thì tôi phải về. Tôi về là tôi liều rồi. Có người tôi giờ liều rồi. Mà con tôi bữa nay không về bản nữa. Thì ông bây giờ á, tôi đã nói với ông rõ ràng rồi. Ông đừng để tôi về nữa. Đừng để chị về nữa. Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dạ. Chúc từ địa phương và trung ương bước sang năm mới 2019. Trong thời gian nghỉ Tết mấy ngày mấy ông ngẫm nghĩ trong đầu óc mấy ông qua Tết Việt Nam xong sẽ giải quyết dân Trường Thịnh dẫn kim như thế nào. Trường Thịnh của chúng tôi có chút xíu hả, giải quyết trước đi để cho bà con chúng tôi được sống ổn định và con cháu tôi trong 22 hộ dân của chúng tôi giải quyết sớm đi từ tháng 2 giải quyết đi. Tôi không về nữa. Đừng để bắt tôi phải về. Dạ. Chào mấy thương Nguyễn Phú Trọng. Dạ. Chào tất cả bà con. Dạ, TV 256 cũng mến chào quý anh chị em. Và TV sẽ chấm dứt cái buổi trò chuyện với chị Trương Thị Yến hôm nay. Và cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Và xin kính chào. Yeah.